Đây, củ lao chàm của chúng ta. Quay để các bạn xem nhé. Trên đảo này ấy, là có 3.000 tân sinh sống. Có một cái giếng nước cổ của người Champa. Họ đã đào được và có nguồn nước ngọt duy nhất trên đảo. Đấy là cái giếng. Có khu bảo tồn biển. Đây, người dân đây. Đây là mình đã dừng chân ở cách đất liền vài chục hải lý rồi. Đây là những con tàu, và các bạn nhìn từ xa xa những con tàu, chẳng biết là hút cát hay làm cái gì thì mình chịu. Tàu to của tàu ngoài. Đây là đảo. Chính thức là trong cuộc đời là được đi ra đại dương đấy, tức là đi biển đấy, đi bằng cái tàu cao tốc. Di chuyển từ đất liền ra đến đây ấy, là 25 phút. Vận tốc của cano chạy cao tốc là nó vào tầm khoảng 40 cây số giờ. Đấy. Đây ra đang ra quay cho các bạn xem cầu cảng. Chào Bình. Trong Bình nhá. Anh về lần này đi nhiều. Xong rồi sắp sửa lại về, đợt này nghỉ mấy hôm đi Hạ Long tiếp, đi đại gia đình mà, đông cho mọi người biết được đất nước mình nó đẹp như thế nào. Kia xa xa là, đấy, xa ngoài tít tắp, đây là biển cả nhá, không nhìn thấy đất liền đâu, không nhìn thấy đất liền đâu. Đây, đây là các đảo, nhìn ra đây là bến, các cái bến, đây là bến. Calo thì nó bé, nói gọi là cái thuyền cao tốc thì đúng hơn. Calo nó nhỏ nhỏ, chỉ độ 7 người. Đây nó là xuồng cao tốc. Đây. Kia xa xa tí thì tật chân trời thì kìa. Chúng ta nhìn thấy nó hơi mờ, đấy là đất liền. Tàu ra đây này. Hình như là cái này hình như là để chống cá mập vào hay khao sao thì mình không biết. Đây là cái lưới kìa. Thiên nhiên thì cực kỳ là hoang sơ. Ở trên này là cấm không được dùng túi, các cái túi nhựa. Đây là đảo này, sau đó bắt đầu ra một cái đảo khác. Đây là một làng chài ngày xưa. Ra cái đảo khác thì là bơi lặn san hô. Anh đang gọi về để đi xuống tàu này. Quay cho mọi người xem. Ok nhá. Chào mọi người. Để mình lên tàu và đi tiếp sang cái đảo khác. Rồi, đây là sang một cái đảo mới đây ạ. Vừa nãy mình nói nhầm đấy ạ. Chỉ có 10 hải lý thôi chứ không phải là mấy chục hải lý đâu. Đây là đảo khác. Đây vừa mới cái con tàu này đưa mọi người đến. Đây. Đại dương mênh mông. Đẹp chưa? Bãi cát sạch trời. Mười hải lý tức là 18 km cách bờ. 10 hải lý tức là 18 cây, đúng rồi, 1,86 gì đấy, một hải lý là 1,86, khoảng tầm đó, cách đất liền là 10 hải lý. Đây là nhà hàng, để phục vụ cho mọi người ăn như kiểu buffet. Thấy chưa? Việt Nam mình bây giờ chỗ nào cũng có internet. Đây là cây bàng. Này. Trên đảo. Cũng có điện.
đảo ở đây cũng có điện, đường, trường học, có sân đá bóng. Đây đoàn của mình kia. Ok, chào mọi người nhé. Để mình chuẩn bị đi ăn rồi đi lặn biển.